Bậc thầy tiên tri nhà Đường từng tiên đoán về sự xuất hiện của AI, nói gì về ngày tận thế? Trung Quốc cổ đại có 7 chức tác dự đoán học nổi tiếng, bao gồm Vạn Niên Ca, Mã Tiền Khóa, Thôi Bối Đồ, Tàng Đầu Thi, Mai Hoa Thi, Thiêu Bính Ca, Hoàng Nhiệt Thiền Sư Thi. Nếu chỉ xét về tính chính xác và mức độ gây tò mò của sách tiên tri, thì Tàng Đầu Thi có thể coi là một tác phẩm vượt trội, mặc dù ít được mọi người biết đến như 6 tác phẩm còn lại. Thậm chí quyển sách cổ này còn dự đoán sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo từ hàng nghìn năm trước. Tác giả của quyển sách này là bậc thầy thông tuệ nào lại có thể nhìn thấu thiên ý, đoán định được tương lai của nhà Đường và con người hiện đại trong tương lai? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Tàng Đầu Thi của Lý Thuần Phong. Tác giả của quyển Tàng Đầu Thi chính là Lý Thuần Phong. Cái tên đã không còn quá xa lạ đối với các bạn xem kênh. Chúng tôi từng nhắc tới Lý Thuần Phong trong video nói về những tiên tri trong quyển Thôi Bối Đồ. Ông ấy là một bậc thầy tiên tri nổi tiếng của thời Đường. Trong số 7 quyển sách tiên tri nổi tiếng cổ đại, có đến 2 cuốn do ông tự biên soạn. Chỉ cần nhìn vào điều này, có thể đại khái đoán được Lý Thuần Phong lợi hại đến thế nào. Mặc dù có lời đồn rằng 7 cuốn sách tiên tri này thực ra đều được thế hệ sau viết sẵn, sau đó lấy danh nghĩa của các nhân vật lịch sử. Nhưng không thể phủ nhận rằng, từ khi những quyển sách tiên tri này bắt đầu được nói tới, thì lịch sử thế giới vẫn đang phát triển theo những dự đoán được cho là giả mạo đó. Bao gồm cả thiên tai, thảm họa, chiến tranh, dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là trong những năm gần đây. Thậm chí trong số rất nhiều lời tiên tri từ xưa, còn có một dự đoán đáng ngạc nhiên, đó chính là dự đoán về sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI. Vậy nếu như Lý Thuần Phong đã thành công trong việc dự đoán sự xuất hiện của AI, thì ông có tiết lộ thêm về việc cuối cùng con người và AI sẽ có kết cục như thế nào hay không? Quay trở về 1.300 năm trước trong lịch sử Trung Quốc, tức là năm 626, con trai thứ hai của Hoàng đế Lý Uẩn triều đại nhà Đường, Lý Thế Dân, dẫn quân đến Cổng Huyền Vũ. Tại đây, Lý Thế Dân đã đích thân kết liễu hoàng huynh của mình là Thái tử Lý Kiến Thành, hoàng đệ Lý Nguyên Cát và những người khác. Cuối cùng buộc cha của mình là Lý Uẩn phải nhường ngôi. Đây là sự kiện nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được gọi là Biến Huyền Vũ Môn. Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, ông chấp nhận đề xuất của các quan lại, triển khai cải cách như hệ thống quân đội địa phương, hệ thống đất đai công bằng và nhiều biện pháp cải cách khác. Cuối cùng vào năm 633, khi thấy đất nước yên bình thịnh vượng, Lý Thế Dân gọi Lý Thuần Phong đến để xem trước tương lai vận mệnh của nhà Đường. Sau khi gặp Lý Thuần Phong, Lý Thế Dân còn nói một lời như sau. Thiên hạ của trẫm lần đầu tiên nhìn thấy Thái Bình, ái khanh tinh thông dịch thuật, không biết trong tương lai ai có thể hủy diệt nhà Đường. Sau nhà Đường, ai sẽ cai trị đất nước, họ có thể kéo dài đến thế hệ thứ mấy, hãy nói với ta. Nghe xong, Lý Thuần Phong đáp rằng, muốn biết tương lai làm quan, phải có sự khôn ngoan của bậc hiền nhân ngày trước. Đây là con đường không dễ dàng, nghĩa là nếu muốn biết tương lai thì phải nhìn lại quá khứ. Được người tài đức sẽ có được thiên hạ, còn nếu không thì sẽ mất thiên hạ. Đây là quy luật vĩnh cửu. Lý Thế Dân nghe xong cảm thấy dường như Lý Thuần Phong đã tiết lộ một điều gì đó, nhưng lại giống như là chưa nói gì cả. Vậy nên Hoàng đế tiếp tục nói thứ ông muốn biết không phải là điều này, mà là muốn Lý Thuần Phong giúp ông tính toán tương lai của nhà Đường còn bao nhiêu năm. Đến khi nào sẽ có người xâm phạm Đường, làm thế nào để nhà Đường truyền đến đời đời? Lý Thế Dân nhất định phải biết trước câu trả lời. Mặc dù Hoàng đế đã dùng thái độ cầu xin để hỏi Lý Thuần Phong, nhưng Lý Thuần Phong vẫn nói đây là bí mật thiên cơ, mà thiên cơ bất khả lộ nên đã từ chối lời yêu cầu của ngài. Lúc này, Lý Thế Dân nhận ra rằng Lý Thuần Phong dường như đang lo lắng điều gì đó, liền cho những người khác lui sang một bên, rồi dẫn Lý Thuần Phong đi lên một tòa đài cao, nói rằng bây giờ chúng ta đang trên không chạm trời, dưới không chạm đất, khanh có thể nói với trẫm rồi chứ. Đúng như dự đoán, khi chỉ có hai người, Lý Thuần Phong đã tiết lộ một lời tiên tri. Nhưng vì bí mật thiên cơ không thể tiết lộ, nên ông không nói trực tiếp về tương lai, mà lại ẩn giấu những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra sau này trong các bài thơ. Vì vậy, cuốn sách dự đoán quan trọng nhất trong lịch sử có tên gọi là Tàng Đầu Thi đã ra đời. Những tiên đoán chính xác 99% về nhà Đường. Kẻ hủy diệt trong triều đại nhà Đường đang ở bên cạnh hoàng đế. Sau 30 năm, hắn sẽ thủ tiêu hầu như tất cả con cháu của nhà Đường, nhưng ngài không thể đoán được người đó là ai. Đây là một trong những lời được Lý Thuần Phong nhắc tới khi tiên đoán về vận mệnh nhà Đường. Lúc đó Lý Thế Dân hỏi, người đó là võ thần hay văn thần? Ông sẽ lập tức ra lệnh xử trảm để loại bỏ mối nguy hiểm cho đất nước.
Nhưng Lý Thuần Phong lại nói, đây là ý trời, là thứ không phải con người có thể can thiệp. Người đó chỉ mới 20 tuổi, nhưng nếu hiện tại hoàng đế ra lệnh xử tử, trời chắc chắn sẽ lại sai người khác đến, và lúc đó con cháu đại đường có thể sẽ gặp tai họa lớn hơn. Ngoài tiên đoán của Lý Thuần Phong, Lý Thế Dân còn phiền lòng với một lời đồn khác trong dân gian rằng, sau Tam Đế, nữ chủ Võ Vương sẽ có thiên hạ. Nghĩa là khi triều đại nhà Đường đến thế hệ thứ ba, sẽ có một nữ hoàng họ Võ trị vì thiên hạ. Trong sử sách Tư Trị Thông Giám, một quyển biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, cũng có một đoạn mô tả gần giống hệt như sự việc xảy ra sau này. Điều đó có nghĩa là cuộc trò chuyện giữa hoàng đế và Lý Thuần Phong trong tảng đầu thi có thể đã thực sự xảy ra. Vì vậy, khi quốc sư nói rằng việc này không thể tránh được, Lý Thế Dân cũng không hỏi thêm. Lúc đó Lý Thuần Phong có tiết lộ về tính cách của người được cho là sẽ hủy diệt triều đại nhà Đường là Chi qua bất ly thân, lưỡng mục trưởng tại không, thực như tư giã. Chính câu nói này đã mở màn tiên đoán đầu tiên trong tảng đồ thi, nghĩa là người hủy diệt đại đường chính là Võ Chiếu. Bởi vì chữ chi thêm qua chính là hình dáng của chữ võ, mà lưỡng mục nằm trên chữ không chính là chiếu. Nhưng Lý Thuần Phong lại trấn an hoàng đế rằng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần để lại mạng sống cho người đó, giang sơn nhà Đường sẽ trở lại trong tay con cháu nhà họ Lý. Sau khi nghe xong, Lý Thế Dân lại hỏi rằng ai có thể đàn áp cuộc nổi loạn này? Lý Thuần Phong chỉ tiết lộ rằng có sao văn khúc xuống thế gian, sinh trong gia đình bán đậu phụ, sau sẽ trở thành thừa tướng, có thể đàn áp Võ Triệu. Tuy nhiên, tên họ là gì thì lại là ý trời không thể tiết lộ. Tiết lộ sẽ gây tai ương. Mặc dù Lý Thuần Phong một lần nữa từ chối hoàng đế với lý do thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng dựa trên phân tích của một số tư liệu, thực tế dự đoán sinh ra trong gia đình bán đậu phụ không phải được hiểu theo nghĩa đen, mà là chỉ một người trung thực, liêm khiết. Thực ra tương ứng với tiêu chuẩn này chỉ có Địch Nhân Kiệt. Theo ghi chép lịch sử, Địch Nhân Kiệt là người trung thực liêm khiết, mặc dù sau này phó tá cho Võ Tắc Thiên, nhưng ông luôn quan tâm đến con cháu nhà Lý. Nếu không nhờ có ông bảo vệ thái tử, e rằng Võ Tắc Thiên cuối cùng sẽ chuyển ngôi cho con cháu nhà họ Võ. Tuy nhiên sau khi Võ Tắc Thiên qua đời, khủng hoảng của đại đường vẫn sẽ không được giải quyết triệt để. Sau Võ Tắc Thiên, một người phụ nữ khác trong thời nhà Đường cũng tiếp bước bà, đó chính là Vi Hoàng Hậu. Lịch sử từng ghi lại vào thời Tân Đường, kể từ khi Võ Tắc Thiên nhường ngôi cho con trai nhà Lý Hiện, thì vợ của ông là Vi Hoàng Hậu luôn muốn noi gương mẹ chồng Võ Tắc Thiên. Về mặt chính trị, bà liên kết với cháu trai của Võ Tắc Thiên để củng cố địa vị. Trong cung, lại tìm mọi cách để lấy lòng hoàng đế Lý Hiện. Thậm chí sau này, Lý Hiện còn cho phép Vi Hoàng Hậu cùng mình thượng triều. Các thế hệ sau gọi thời kỳ này là cuộc nổi loạn của Vi Hoàng Hậu. Nhưng điều mà hầu hết mọi người đều không biết là tham vọng của Vi Hoàng Hậu lớn hơn nhiều so với Võ Tắc Thiên. Bà còn từng có 2 năm thần sủng ái, mặc dù Lý Hiện còn sống. Trong Tư Trị Thông Giám có đề cập đến việc lúc đó tình nhân của Vi Hoàng Hậu là Dương Quân và Mã Cầm Khách, sau khi được sủng ái đã sợ rằng sự việc bại lộ. Vừa may công chúa An Lạc, con gái của Lý Hiện, cũng muốn được ngồi lên ngai làm hoàng đế nhưng không được vua cha đồng ý. Vì vậy công chúa An Lạc đã cùng với 2 tình nhân của mẹ mình độc hại Lý Hiện. Như vậy, dưới mưu kế của vợ và con, Lý Hiện đã qua đời vào năm 710. Vi Hoàng Hậu sau đó lập tức đưa Lý Sùng Mạo, chỉ mới 16 tuổi lên ngôi và tự xưng là Hoàng Thái Hậu. Khi mọi người đều nghĩ rằng Vi Hoàng Hậu có thể trở thành một Võ Tắc Thiên thứ hai, thì Lý Long Kỷ, sau này là Đường Huyền Tông và Thái Bình Công Chúa, đã phát động cuộc nổi dậy của Đường Long, thành công lật đổ Vi Hoàng Hậu. Sau tất cả những sự kiện xảy ra, thiên hạ cuối cùng đã bình yên dưới sự trị vì của nhà họ Lý. Điều này Lý Thuần Phong đã biết từ lâu, thậm chí trong tàng đầu thi còn nói rằng dĩ sửu hữu nhất khẩu, nhất cân bất thành, ngũ giả loạn chi. Ngay từ đầu, sửu, khẩu, cân trong câu nói trên chính là bản phồn thể của từ Vi. Ngoài tiên đoán về cuộc nổi loạn của Vi Hoàng Hậu, Lý Thuần Phong còn biết rằng thời kỳ hỗn loạn này sẽ xuất hiện 5 nhân vật làm náo loạn nhà Đường. Nhưng dù cho họ có ngang ngược đến đâu, thiên hạ vẫn sẽ trở lại trong tay nhà Lý. Lúc đó Lý Thế Dân đã hỏi, sau tất cả những điều trên, thiên hạ có thể trở lại bình yên không? Nhưng Lý Thuần Phong lắc đầu nói rằng, một cuộc chiến tranh đẫm máu mới chỉ bắt đầu. Vào năm 710, Đường Huyền Tông và cô của ông đã loại bỏ Vi Hoàng Hậu và Ngô Tam Tư cùng các đảng phái khác trong cuộc nổi dậy của Đường Long, đồng thời chính thức lập cha của Đường Huyền Tông là Lý Đan, tức Đường Duệ Tông làm hoàng đế, còn Đường Huyền Tông nghiễm nhiên trở thành thái tử của nhà Đường.
Nhưng thân là con gái của Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa làm sao có thể bằng lòng nhường Giang Sơn lại cho cháu trai của mình. Vì vậy vào năm 712, để củng cố đất nước, Đường Duệ Tông đã nhường ngôi cho Thái tử Đường Huyền Tông trước khi qua đời. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Đường Huyền Tông lập tức bố cáo thiên hạ rằng cô của mình chuẩn bị tạo phản, vì vậy đã xuất binh cho cổ bộ hạ của Thái Bình công chúa và ban cho Thái Bình công chúa lệnh tử hình. Thời điểm đó, Đại Đường đã kết thúc cục diện hậu cung nắm quyền kể từ Đường Cao Tông. Đường Huyền Tông trở lại nắm quyền cũng bắt đầu bổ nhiệm người tài để thực hiện những cải cách quyết liệt. Quyền lực quốc gia của nhà Đường lúc này đạt đến đỉnh cao, được lịch sử gọi là triều đại khai nguyên. Khi đó không chỉ vùng Trung Nguyên mà cả các vùng biên giới dân số ít cũng rất phồn vinh. Nhưng sau khi thiên hạ Thái Bình, Đường Huyền Tông lại bắt đầu bỏ bê việc nước, ngày ngày đắm mình trong hậu cung, thậm chí còn cướp đi người phụ nữ của con trai mình là Dương Ngọc Hoàn, còn được gọi là Dương Quý Phi vào năm 745. Điều khó tin hơn nữa là Đường Huyền Tông yêu cây yêu luôn cả cành, thậm chí bắt đầu trọng dụng Dương Quốc Trung là đường huynh của Dương Quý Phi để làm tể tướng. Không ngờ rằng đây chính là bước ngoặt khiến nhà Đường chuyển từ thịnh vượng sang thời kỳ suy tàn. Dương Quốc Trung vốn là một người xảo quyệt, lại hám tài, lợi dụng việc Đường Huyền Tông đang đắm mình trong nữ sắc để trọng dụng gian thần, bài trừ Trung Lương. Điều này khiến cho An Lộc đã nhìn thấy được cơ hội trước mắt. Vào năm 755, An Lộc Sơn chấp lấy thời cơ và khởi binh tạo phản. Điều khiến cho dân chúng phẫn nộ chính là Đường Huyền Tông vẫn đang trọng dụng Dương Quốc Trung, nên Trường An đã rơi vào tầm tấn công liên tục của An Lộc Sơn. Lúc này Đường Huyền Tông mang theo Dương Quý Phi bắt đầu bỏ chạy, nhưng khi đến Mã Vịnh, cận vệ của Đường Huyền Tông yêu cầu ông giết chết Dương Quý Phi và Dương Quốc Trung, nếu không quân đội sẽ không tiếp tục tiến lên. Vì vậy, Đường Huyền Tông không còn cách nào khác đành phải xuống tay với người phụ nữ mình yêu. Nhưng điều ông không ngờ tới là Sử Tư Minh, vốn là thuộc hạ của An Lộc Sơn, cũng khởi binh tạo phản vào năm 757. Giai đoạn lịch sử này được các thế hệ sau gọi là Loạn An Sử. Mãi đến năm 758, tướng quân Quách Tử Nghi cuối cùng mới bình định được mọi chuyện. Đường Huyền Tông bị chính con trai mình là Đường Túc Tông buộc phải thoái vị, sau đó lại bị thái giám Lý Phụ Quốc hãm hại. Hắn nói với Đường Túc Tông rằng Đường Huyền Tông đang âm mưu tạo phản, vậy nên Đường Túc Tông chỉ đành giam lỏng cha của mình. Lúc đó Đường Huyền Tông đã 74 tuổi, chỉ còn biết cô độc một mình, khắc gỗ kéo tơ, là một ông già da gà tóc hạc cùng với sự thật. Trong chốc lát lại như chẳng có gì xảy ra, vẫn như giấc mơ trong đời. Cuộc đời của Tống Huyền Tông, chính ông cũng rất khó tưởng tượng nổi. Bản thân đã từng bình định các cuộc nổi loạn, cũng từng tạo ra hỗn loạn, tạo nên thời đại thịnh vượng của nhà Đường, nhưng cũng là nguyên nhân gây ra sự suy tàn của nhà Đường. Tuy nhiên, cuộc đời khó tin này lại được Lý Thuần Phong viết trong Tàng Đầu Thi rằng 24 năm đầu tiên đẹp ngang ngửa với thời kỳ của Nghiêu Thuấn, 24 năm sau lại có những kẻ phá hoại đất nước. May thay, một người miệng lớn gặp Dương mà sinh, gặp Quách mà chấm dứt. Theo cách tính vào thời nhà Đường, một thời đại bằng 12 năm, từ năm 712 đến năm 756, Tống Huyền Tông đã trị vì trong 44 năm, tương đương gần 4 kỷ, tức là 48 năm. Trong 24 năm đầu tiên, ông đã tạo nên thời đại thịnh vượng của nhà Đường. 24 năm sau, cũng chính ông gây ra sự hỗn loạn cho nhà Đường. Lý Thuần Phong thậm chí còn chỉ ra rằng, thời điểm khó khăn này thực chất là cuộc nổi dậy An Sử. Bởi vì một người ghép với miệng lớn giống như là Sử. Không những vậy, Tàng Đầu Thi còn hàm ý, thời kỳ khó khăn bắt đầu từ Dương Quốc Trung và kết thúc trong tay của Quách Tử Nghi. Sau hàng loạt dự đoán, Đường Thái Tông vẫn nóng lòng muốn biết, trải qua tất cả những biến cố này, liệu thiên hạ có bình yên không? Nhưng Lý Thuần Phong vẫn một câu trả lời là không, một thảm họa lớn hơn đang đến. Cũng theo Tàng Đồ Thi, sau khi cuộc nổi dậy An Sử kết thúc thì khoảng thời gian còn lại của nhà Đường chỉ có thể xem là sống qua ngày. Cho đến 50 năm sau, hai hóa thân của hỗn thế Ma Vương liên tiếp xuất hiện và kết liễu vô số người, máu chảy thành sông. Hai hóa thân đó chính là Vương Tiên Tri và Hoàng Sào. Mặc dù sự hỗn loạn trong triều đã bị Lý Nhất Mục dập tắt, nhưng nhà Đường lúc này về cơ bản đã kiệt quệ. Vào năm 907, Chu Ôn xoái ngôi Đại Đường, kết thúc triều đại này và lập Hậu Lương trong thời Ngũ Đại. Tuy nhiên, điều khó tin chính là, trong Tàng Đồ Thi, Lý Thuần Phong cũng ngụ ý rằng Đại Đường sẽ bị Chu Ôn lật đổ bởi một dự đoán là sẽ có người treo cái thước cong trên cành làm loạn. Cây trong dự đoán trên là chỉ cây nặng và thước phải được sử dụng ngang để chỉ rằng gậy sẽ được treo ngang trên cây, ngụ ý sự xuất hiện của Chu Ôn. Vì vậy, quốc vận của Đại Đường đã chấm dứt và mở ra một thời kỳ mới.
Khi Đường Thái Tông nghe thấy Đại Đường thật sự sẽ có ngày kết thúc, trong lòng ông có nhiều cảm xúc đan xen, nhưng vẫn muốn biết ai sẽ là người thống lĩnh thiên hạ này. Lý Thuần Phong đáp, sẽ có một con rồng thật sự được giáng trần. Chạy theo mặt trăng nhỏ, hai chữ này ghép lại chính là Triệu. Đúng dịp nắng to, cây cỏ đội mũ, chữ cây thêm mũ sẽ thành chữ Tống, mở ra thời kỳ văn hóa khai sinh thiên địa, khởi đầu cho những việc làm kỳ diệu, tạo ra lễ nghi, phát triển giáo dục và đưa đất nước đi đến thời đại thịnh vượng thực sự. Điều này ngụ ý việc thành lập triều Đại Tống của Triệu Khuông Dẫn. Vì trải qua một thế kỷ chiến tranh, Đại Tống đã nâng cao vị trí của văn quan và đón nhận một thời kỳ thực sự bình yên. Tuy nhiên, những ngày bình yên chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Vào năm 1127, thủ đô của triều đại Bắc Tống là Khai Phong bị người Nữ Chân chiếm đóng. Hoàng đế Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông cũng bị người Nữ Chân bắt giữ. Ngay sau đó, con trai thứ 9 của hoàng đế Tống Huy Tông là hoàng tử Vương Triệu Câu chạy trốn đến Thiên phủ Nam Kinh kế vị ngai vàng, niên hiệu là Tống Cao Tông. Đây chính là sự khởi đầu của Nam Tống. Nhưng người Nữ Chân của Bắc Tống lại không hài lòng, vì muốn thống nhất thiên hạ, dưới áp bức của người Nữ Chân nên nhà Tống chỉ có thể phái võ tướng giỏi nhất là Nhạc Phi đi chống lại sự xâm lược của người Nữ Chân. Không phụ long ân, Nhạc Phi không ngừng giành lại lãnh thổ đã mất và còn trực tiếp tiến về phía Bắc, tấn công lãnh địa của người Nữ Chân với hy vọng giải cứu được hai vị hoàng đế đã bị bắt trước đó. Nhưng hoàng đế Nam Tống vốn đã là Tống Cao Tông. Nếu Nhạc Phi thực sự cứu được hai vị hoàng đế tiền nhiệm, thì chẳng phải ngai vàng của ông không được bảo đảm hay sao? Vì vậy, Tống Cao Tông không những ra lệnh cho Nhạc Phi nhanh chóng trở về Lâm An, mà còn chủ động cầu hòa với người Nữ Chân. Không bỏ lỡ cơ hội này, người Nữ Chân yêu cầu Tống Cao Tông nhường lại lãnh thổ và tử hình Nhạc Phi. Điều đáng phẫn nộ là Tống Cao Tông thực sự đã làm theo yêu sách của họ, để Tần Cối buộc tội Nhạc Phi bằng những điều vô lý không thể giải thích và bắt giam Nhạc Phi cùng con trai ông là Nhạc Vân. Khi đó, một số trung thần đã hỏi Tần Cối rằng Nhạc Phi và con trai ông có phạm tội hay không? Và câu trả lời họ nhận được chính là có lẽ có. Có lẽ chúng ta có thể tưởng tượng ra sự thất vọng và bất lực của các trung thần khi nghe câu trả lời của gian thần Tần Cối này. Cho đến 200 năm sau Hữu Xuân Đầu Chi Nhân, thường mang nhị tiểu giả loạn chi, khiến cho quân vương của đất nước này phải trở lại trấn thủ một phía. Đợi đến 100 năm sau đó, Hữu Nhân Chi Vương Đầu yêu bát giả loạn chi, nhưng cũng không thể có được thiên hạ. Ý nghĩa lời tiên đoán này chính là sau 200 năm, nhà Tống sẽ có loạn lạc. Trong quá trình đó, một kẻ gây rối là Xuân Đầu xuất hiện, tương ứng với nhân vật Tần Cối. Bởi vì phần đầu của chữ Tần cũng chính là phần đầu của chữ Xuân. Bắt vua nước này ở lại một phía, ám chỉ việc Tống Cao Tông rời đô về Lâm An. Và Hữu Nhân Chi Vương Đầu, yêu bát giả loạn chi là chỉ triều Đại Kim do người Nữ Chân thành lập. Bởi vì chữ bát lộn ngược trên vương là chữ Kim, ám chỉ rằng nhà Tống và nhà Kim mỗi bên sẽ chiếm một nửa đất nước. Mãi đến năm 1721, Hốt Tất Liệt đã thành lập nhà Nguyên và thống nhất thiên hạ. Trùng hợp Lý Thuần Phong dự đoán, Hữu Ngột Chi Chúa Hưng Yên, nhân giai phi phát, đầu hoa sinh, thính ký ngữ, bất chi ký âm, thị ký nhân, ác hiện ký diện. Một trong số đó đề cập đến triều đại nhà Nguyên, bởi vì Nhất và Ngột ghép lại chính là Nguyên. Trong câu tiếp theo, Lý Thuần Phong thậm chí còn tiên đoán về sự khởi đầu của nhà Minh, chính là Phi thiên sinh bát ngưu, nhật nguyệt tịnh hành, thiên hạ kỷ vô nhân loại, nữ sinh tu, nam sinh tử, địa liệt sơn băng hỉ. Trong đó, thiên sinh bát ngưu chính là chữ Chu, ám chỉ Chu Nguyên Chương. Nhật nguyệt tịnh hành chính là triều đại nhà Minh. Nghe đến đây, Đường Thái Tông lại hỏi rằng, lịch sử dài vậy thiên hạ nên được thái bình rồi chứ? Nhưng Lý Thuần Phong vẫn khẳng định rằng, sau triều đại nhà Minh vẫn sẽ xảy ra một loạt biến động. Hữu Thừa Thiên khởi vận chi chủ xuất yên, Hữu Đắc Trung hiền chi thần, Uy Dĩ trọng nhiệm, tư hoại quốc gia. Đại ý là sẽ có một vị hoàng đế định mệnh xuất hiện, dùng những người trung nghĩa và đức độ để hủy diệt đất nước. Khi nghe được điều này, Đường Thái Tông rất kinh ngạc, vì làm sao một người trung thành và đức độ lại có thể hủy diệt đất nước? Nhưng thực tế, Lý Thuần Phong đang đề cập đến thái giám cuối triều đại nhà Minh là Ngụy Trung Hiền. Người này sau khi được sự tin tưởng của hoàng đế Minh Hy Tông đã làm sằng làm bậy, hãm hại nhiều người trung thành. Sau đó Lý Thuần Phong nói rằng, những thời kỳ hỗn loạn như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện cho đến khi đấng cứu thế thật sự xuất hiện. Dự ngôn về tương lai trong Tàng Đồ Thi. Trong những dự đoán của mình, Lý Thuần Phong có nói, sau một thời kỳ hỗn loạn, một người thống trị thế giới thực sự sẽ xuất hiện. Người này không có miệng, không có mắt, không có tay, không có chân, chúng ta cũng không thể nhìn thấy người đó.
thậm chí cả giọng nói của người đó cũng không thể nghe thấy. Mặc dù người thống trị này có một chút khác biệt, nhưng lại tạo ra một thế giới văn minh. Đến đây thì có một số người cho rằng người thống trị khác biệt này có thể là một vị thần. Vì vậy chúng ta không thể nhìn thấy người đó. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng người thống trị mới này có thể là người ngoài hành tinh đến từ vũ trụ, thậm chí còn có thể là trí tuệ nhân tạo AI. Mà trong tàng đồ thi thật sự có đề cập đến rằng sau khi người cai trị không giống con người xuất hiện, loài người sơ khai sẽ tạo dựng thành công nền văn minh dưới sự lãnh đạo của người này. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ lại xảy ra tình trạng hỗn loạn khiến loài người quay trở lại xã hội nguyên thủy. Một giai đoạn lịch sử dài như đã được nhìn thấy trong phút chốc. Không chỉ vua Đường Thái Tông lúc đó muốn biết, mà ngay cả chúng ta khi đứng trước những lời tiên đoán của những bậc thầy tiên tri cũng rất muốn biết thực sự điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Câu trả lời cuối cùng của Lý Thuần Phong sẽ khiến chúng ta cảm thấy giật mình. Khi đó ông đáp rằng văn minh nhân loại vẫn sẽ hồi phục, chỉ là lúc đó thiên hạ hữu tam nhật, địa vô nhất thạch. Tức là trên trời có ba mặt trời, nhưng trên trái đất lại không có một hòn đá nào. Có người cho rằng câu này có thể là gợi ý rằng trong tương lai sẽ có một sự kiện lớn xảy ra với trái đất, khiến con người không thể sinh sống mà chỉ có thể di cư vào không gian vũ trụ. Trong tương lai, con người sẽ tiếp tục có những thăng trầm, có thời kỳ hòa bình thịnh vượng, có thời kỳ hỗn loạn tái diễn. Ứng với thời điểm hiện tại, có phải chúng ta đang ở trong giai đoạn bắt đầu cho những ngày tận thế? Trong tàng đầu thi, Lý Thuần Phong cũng đã đoán được rằng vũ trụ sẽ có một ngày kết thúc. Khi đó trời đất sẽ hòa nhập như lúc mới bắt đầu. Điều này gần như tương tự với quá trình hủy diệt và tái sinh của vũ trụ mà các nhà khoa học hiện đại tin tưởng. Nhưng lúc này, Đường Thái Tông đã hiểu rằng tất cả những gì con người theo đuổi trong cuộc sống chỉ là đơn giản như vậy. Không cần quá đắm chìm vào tương lai, mà quan trọng nhất là sống trong hiện tại. Vậy trong tương lai, con người chúng ta sẽ như thế nào? Có thật giống như những quyển sách cổ này ghi chép, chỉ có thời gian mới trả lời được cho câu hỏi này. Mời các bạn đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.